Vâng, hôm nay Lê Tuấn lại có mặt ở tại lò rã xe ở Tân Uyên, Bình Dương. Vâng nhá. Và nhân tiện đây thì Lê Tuấn lên một clip cho tất cả anh em nào đang cần những cầu và bánh và những đồ cũ của anh em nhá, đang cần. Thì đây là cơ sở gara Tâm Đức, chuyên gầm máy đồng rơn. Vâng nhá. Đấy, ô tô Tâm Đức. Rồi, và đây mới là cái sự kiện chính của Lê Tuấn hôm nay. Hôm nay Lê Tuấn lên một cái video thì lời đầu tiên xin chúc anh em mấy ngày đến mọi miền Tổ quốc tình yêu của Lê Tuấn một chút sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và nhân tiện đây Lê Tuấn gửi qua video này, anh em chúng ta theo hết video, ai cần nhá, ai cần những cái cầu để đóng hoặc bánh xe, lốp xe, vỏ xe, những dụng cụ về máy cày. Các bác nhá, đây là lò rã xe lớn nhất Bầu Bàng, Bình Dương. Đấy, các bác. Rồi, em mời các bác cùng em đi dạo vòng quanh trái đất Ajinomoto. Đây, bên này là một đống đồ này không ăn được nhá, nhưng mà rất ngon. Đấy, không ăn được mà lại khen ngon. Đấy, khủng khiếp luôn các bác nhá. Phải nói là cực kỳ luôn. Từ Camat, Hino, Hyundai cho đến tất cả. Được không? Đây, cầu này cầu 5 tấn. Cầu 5 tấn. Lắc kê đầy đủ. Toàn 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 luôn. Đây. Rồi bao nhiêu tiền? Cái này là nó nói 15 triệu. Cái riêng cái này là 15 tấn hết. Không, cái này 5 tấn, còn cái này hình như là 8 tấn. 8 tấn. 8 tấn tôi. Rồi bánh với rồi đó. Bánh là tùy cho bánh tôi. Nhưng mà lắp một cặp bánh 4 bánh là nhiêu tiền? Cầu này, cái này là cầu 5 tấn lắc cây tháng người bác nhá. Đây này, như cái này này là bao nhiêu tiền? 15 triệu nha, chưa có bánh. Đây các bác này, chưa có bánh, y cây cầu vậy đó. Đó, y cái cầu này là 15 triệu các bác nhá. Còn ít là 20 ngàn một cân. Thích bó nhiếp, nào cân luôn. Là 20 ngàn một cân. Như cân lên. Rồi, nhiếp 20 ngàn một cân. Không, nhưng mà cầu này mình lấy đi. Dạ bác, cầu này vừa. Rồi, nhưng mà sexy, giờ ra coi sexy. Đang sau này, đang sau. Rồi, bây giờ em đây các bác nha, tất cả các loại cầu thắng hơi đầy đủ. Cầu 11 tấn này, cầu này là của nếu như Tây Ninh mà đóng là một 4,5 m đổ lên và rộng 2,4 m các bác nha. Đó. Được rồi. Rồi rồi, chú lấy một cái viết đi. Chú lên hải toán thôi một cái. Thì bây giờ là bánh, bây giờ mình đóng bánh bao nhiêu? Bây giờ chú về hồi nói là bây giờ thường thường người ta bây giờ mình bánh là 8 mà cho là từ 9 đồ lên. Rồi cặp bánh 9 bao nhiêu, vỏ bao nhiêu. Rồi, đó nhá. Bây giờ 4 bây giờ là một cái này này. Đấy, là nó vô rồi mình cho đi là 13 triệu đi. Rồi 4 cái bánh bao nhiêu, rồi nhíp bao nhiêu, cân ký các bác. Đấy. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ chú lấy cái viết đi. Đấy. Đây, tất cả các loại cầu. Các bác này. Đấy. Đây có tất cả đang nguyên xi hết rồi, số đây các bác mời em, mời các bác đi luôn nhá. Rồi ok, này lắp này, đây là hệ thống lắp này. Đây lắp này, đây lắp lớn lắp nhỏ các bác nhá. Đây lắp này, rồi máy lớn máy nhỏ này, cầu số này. Rồi bên này là toàn bộ tất cả các bánh răng. Đây các bánh răng này đầy đủ hết. Đây rồi vòng bi này, bây giờ các bác muốn mua hộp số, các mua hộp số đây các bác này, số đây, đây, số đây, đây số zin này, nha số zin này hết, đây các bác, đây, zin này, thấy chưa? Chú kia đây, số zin, đây, tất cả các hộp số mà làm về mọt xe là có đây hết các bác. Đây. Đây. Này cái cây này. Đây. Đây. Chú kia đây, hồi cái số đi. Hộp số. 5 triệu rưỡi một hộp số. Còn cái này là rẻ hơn này, rẻ hơn này. Rẻ hơn. Cái này là 5 triệu các bác nhá, 5 triệu này. Cái này 5 triệu này. Đây, 5 triệu. Đang còn mới kháo luôn. 5 triệu.
5 triệu. Rồi đây là cũ, làm mới lên cũng 5 triệu luôn. Còn ở đây là ít hơn. Đây ít tiền hơn này. Đấy. Rồi đây có luôn cả ti ben các bác nhá. Ti ben 3 tầng cho các bác đây. Ok chưa? 800 một cái. 800 một cái. Này. Chú Kiên, có cả ti ben luôn này. Có ti ben hết đầy đủ cho các bác luôn, đầy đủ hết. Đấy. Đây các bác, toàn bộ hệ thống đầy đủ hết. Đấy. Đủ hết các bác nha. Các bác lắp một chiếc máy cài đầy đủ. Bây giờ em đưa các bác ra ngoài đây. Đấy nha, để các bác coi ngoài này này, vỏ ruột ngoài này. Đấy. Rồi tiếp tục, em cùng các bác bình lớn bình nhỏ. Bình lớn bình nhỏ các bác nhá. Đây. Có hết luôn. Đấy. Bình to bình nhỏ. Ốc yết đầy đủ hết. Kèn đen. Kèn đen loa liếc đầy đủ hết. Cú dụ số bắp. Xin nhau. Rồi máy móc. Rồi đi ra ngoài này. Đang rãi xe đây. Bù. Tất cả các cầu quá nhá, cầu lớn cầu nhỏ nè. Cái này là cầu 1 tấn nè, tấn rưỡi nè, 2 tấn các bác nha. Đây nè. Đó. Cầu Hino, rồi đầy đủ. Isuzu. Đây tất cả các thứ đầy đủ hết, bình hơi. Quá nhá, bình hơi lớn, bình hơi nhỏ, có luôn. Đây này, bình hơi các bác nha, bình hơi này. Đấy, bình hơi. Rồi bôi. Rồi vô lăng. Đây cái này vô lăng này. Đây vô lăng đây, đơn nhỏ. Rồi bây giờ em mới đi tìm cho bác một cái đây. Gọi là cái gì ta? Vì cái gì đây này? Cái tay lái này. Trợ lực tay lái. Đấy. Trợ lực tay lái. Tất cả các loại. Rồi. Và lúc này đang rã chiếc xe 93B00250. Rồi đang rã chiếc xe khách luôn các bạn. Cùng kiếm. Đây. Rã chiếc khách. Cắt ngang luôn, đứt hết. Này, muốn cầu muốn đóng mọc nhỏ này. Đấy, đúng. Đúng rồi. Cầu xe 750 kg. Đúng rồi, cái này mấy triệu cả chứ mấy. Thế thôi. Cầu đóng xe nhỏ cho người ta kéo Isuzu. Các bác muốn đóng Isuzu 16, 19, 10 á thì các bác cứ mua cái này về. Đây các bác. Đấy, về là đóng rồi. Đấy. Tất cả cả lê 1 lít. Ui giời. Đấy. Đấy. Là khi nào? Đầu chứ mẹ sang khi còn kìa. Không, ông mới hết rồi, 5 tấn hết rồi. Lên. Để tính thành cái bộ 5 tấn bộ mới hết rồi. Đây à. Bộ cái bò hết này. À, đang tháo đây à. Là để đóng cái thùng của mình, đóng cái thùng mấy tấn? 5 tấn à? Phải đóng cái bộ 5 tấn. 5 tấn, à. Rồi, các bác cùng em đi theo một tí nha. Đây đang rã chiếc xe máy ấy này. Chiếc xe ca này, xe bíp ấy. Đấy. Rồi, đánh hết lắm tùm lum. Đây, tất cả các loại yên xe. Rồi, đi ra đằng sau luôn các bác nhá. Đây này. Thông thiên nội địa luôn. Rồi, đằng sau. Ra đây thì tất cả các loại vỏ 10, 0020. Rồi, tất cả các loại 0020, 0010.
10-20 toàn vỏ to, vỏ đại tướng, vỏ lớn. Đấy các bác nha, toàn bộ mà. Đấy. Chinh chiến bao nhiêu ngày. Đấy, nhất cái này đóng mọc cả thứ nhất coi. Đấy, chở rất đẹp. Bác nào mà ấy được thì alo em chỉ cho đến đây mua thoải mái coi nha, rẻ. Đấy, thoải mái. Đấy. Còn đây có một cái em này chiến đấu. Đấy, đây chưa? Rồi, ngoài ra có những cái yên. Đấy. Đây, 60014. Thùng dầu. Toàn bộ yên. Các bác nào mà thích yên thì các bác ok bác nhá. Đây này. Đó. Đây, toàn bộ lọc này. Ơi. Cái nào? Cái nào? Đây 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 đây, sexy. Đầu 2 tấn rưỡi. Đúng không? Đúng, đóng cái này rồi. Đó là cái này làm chiếc A này xong này đúng không? Đúng rồi, chiếc A đây. Tức là nó cắt sẵn đây đây mày để làm chiếc A. Rồi, bắt đầu muốn đế lên nữa là xong đó. Đấy. Đế lên một cái U lên đây. Đấy, bây giờ như thế này là chỉ về lại thế này. Hồi hồi coi nguyên này về như thế này. Cái này ông 2 tấn rưỡi. 2 tấn rưỡi nhiêu tiền? Không có, không, không có cái loại 5 tấn. Thì mình cứ đóng 2 tấn rưỡi. Mình đóng nhỏ lại. Ờ. Yếu. Yếu thì thôi thì mua cái to. Mua cái 5 tấn đi, 5 tấn thì thêm có nhiêu đâu mà. Thì 5 tấn đó. Rồi sắc rồi sắc xi 5 tấn. 5 tấn okay. Là cái xe đang rã đó. Ông nói ông để. Rồi, ok. Vậy các bạn nha. Đây, thì nơi đây là nơi đường quốc lộ 13. À, quốc lộ 13 đi Minh Hưng, Trân Thành và đi Bầu Bàng. Thì nó nằm ở đây là thị xã Bầu Bàng các bạn nha. Rồi, có gì các bác điện thoại cho em 0394 360 198 em cho các bác đến nha các bác nha. Đây thì đường tổ thôi. Đây, các loại cờ. Rồi, hết rồi. Đấy, vào đây. Rồi, cảm ơn các bác vậy nhá. Rồi, em sẽ dừng video tại đây để em vào làm một số công việc. Để hoàn tất, có giúp các bác được cái gì thì giúp. Rồi, còn em lên video này xin chân thành cảm ơn các bác. Có gì sai, chống đúng, các bác bỏ qua cho em. Và em xin hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn.